Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt. Và sau đây là tin tức Kim Hiền khóc hết nước mắt khi trở lại sân khấu. Sau gần một năm nghỉ ngơi để sinh con gái, nàng út ráng mới tái xuất. Mới đây, Kim Hiền đã trở lại với sân khấu kịch sau thời gian dài rời xa nghệ thuật. Cô đảm nhận vai Yến Tiết trong Vợ Cuối Đời Thương Nhớ, dựa trên tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Ba mẹ hai con chia sẻ, để dùng hết sức cho lần tái xuất trên sân khấu, chị đã phải nhờ ông xã và bố mẹ chồng chăm sóc hai con Sonic và Ivona. Kim Hiền còn nhờ đến nhà thiết kế Minh Châu chuẩn bị những bộ áo dài xưa phù hợp với thời điểm câu chuyện trong vở kịch. Cuối Đời Thương Nhớ là vở kịch cuối cùng của nghệ sĩ Túy Hồng trước khi giã từ sân khấu. Do đó, Kim Hiền cảm thấy mình may mắn vì được diễn xuất cùng gương mặt gạo cội. Túy Hồng là thần tượng một thời của mẹ đẻ Kim Hiền. Ngày công diễn, nàng út ráng đã rất xúc động bởi nhìn thấy khán phòng trực kính khán giả kiều bào. Ở chương đoạn cao trào, cô đã khóc hết nước mắt bên nghệ sĩ Túy Hồng và Trương Minh Quốc Thái. Khán giả ngồi phía dưới xem cũng nức nở theo các diễn viên. Nàng út ráng được người hâm mộ vào tận hậu trường tặng hoa và ôm chúc mừng cho vai diễn của cô. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!